Bước vào xưởng X81, chúng tôi đã trải nghiệm không gian làm việc đầy sự hăng say và tích cực của những chiến sĩ kỹ thuật. Dưới gầm xe, một người lính cận vệ kiểm tra từng chi tiết của động cơ, trong khi một người khác trên cabin thay thế các thiết bị điện. Tất cả đều tập trung và chăm chú vào công việc, không quan trọng dầu mỡ, bụi bặm bám dính vào quần áo. Chỉ huy đơn vị đã giới thiệu cho chúng tôi nhiều sáng kiến và cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng và đăng kiểm các phương tiện quân sự. Các sáng kiến này bao gồm thiết bị kiểm tra và điều chỉnh, không, đồng hồ tốc độ trên xe quân sự, khuôn dập mã xương bắt cánh cửa trên xe UAZ-31512, giá tháo lắp và kiểm tra hộp tay lái trên xe ZIL-130 và ZIL-131, thiết bị kiểm tra cảm biến áp suất dầu. Đáng chú ý, nhiều trong những sáng kiến này đã nhận giải thưởng cao trong cuộc thi Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, cấp toàn quân và giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Thiếu tá QNCN Trần Quốc Thủy, Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, xưởng X81, Tổ trưởng Tổ công đoàn Phân xưởng Cơ khí, cho biết, hiện nay, tại phân xưởng, chúng tôi đã triển khai gần chục sáng kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng xe quân sự. Các sáng kiến này thường có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, dễ sử dụng và chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, chúng mang lại giá trị thực tiễn rất lớn, giúp giảm nhân lực lao động, tiết kiệm thời gian, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Xưởng X81 thường xuyên thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm lớn cho các loại xe quân sự, đa dạng về chủng loại và thường xuyên sử dụng trong nhiều năm, nên tình trạng kỹ thuật của chúng thường xuống cấp và đòi hỏi sự nỗ lực và sáng tạo từ các chuyên sĩ kỹ thuật. Khi chúng tôi đặt chân đến xưởng X81, không thể không để ý đến không khí nhiệt huyết, sự hăng say và tích cực của các lính thợ đáng kính. Dưới gầm các chiếc xe quân sự, họ kiểm tra mọi chi tiết của động cơ, trên cabin, các thợ sửa chữa thay thế thiết bị điện. Tất cả đều đang cống hiến một cách hết mình, bất kể dầu mỡ và bụi bặm dính bám vào quần áo. Được giới thiệu bởi chỉ huy đơn vị, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự đa dạng và chất lượng của các sáng kiến và cải tiến kỹ thuật mà họ áp dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm các phương tiện. Các sáng kiến như thiết bị kiểm tra và quy, không, đồng hồ tốc độ xe ô tô quân sự, khuôn dập mã xương bắt cánh cửa tầng trên xe UAZ-31512, giá tháo lắp và kiểm tra hộp tay lái trên xe ZIL-130, ZIL-131, và thiết bị kiểm tra cảm biến áp suất dầu, đã đoạt giải thưởng cao tại cuộc thi Lao động giỏi và Lao động sáng tạo cấp quốc gia và trong phạm vi quân đội trong những năm gần đây. Không chỉ tập trung vào việc áp dụng công nghệ, thiếu tá QNCN Trần Quốc Thủy, Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, xưởng X81, Tổ trưởng Tổ công đoàn Phân xưởng Cơ khí, chia sẻ, hiện nay, tại phân xưởng, chúng tôi có hơn 10 sáng kiến do cán bộ và đoàn viên công đoàn đề xuất, và chúng đã được triển khai vào quá trình bảo dưỡng và sửa chữa các xe quân sự. Các sáng kiến này thường có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, dễ sử dụng và chi phí sản xuất thấp, nhưng lại mang lại hiệu suất cao và giúp giảm nguy cơ làm việc gặp nguy hiểm. Xưởng X81 thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm nhiều loại xe quân sự khác nhau, có nhiều năm tuổi đời và tình trạng kỹ thuật yếu đi. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho đơn vị. Để đảm bảo quy trình làm việc không bị chồng chéo và mục tiêu chính của bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm xe quân sự được hoàn thành một cách hiệu quả, công đoàn cơ sở xưởng X81 đã kết hợp PTTD, Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, với PTTD, Quyết thắng, Phong trào, Phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, cùng với cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Phong trào này đã được triển khai toàn diện, với sự tập trung vào việc khắc phục các điểm yếu và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm, đặc biệt là bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm xe ô tô quân sự. Điều này đã giúp đảm bảo rằng các hoạt động này diễn ra đúng hướng, hiệu quả và mang lại kết quả thiết thực. Thượng tá Vũ Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên xưởng X56, xác nhận, Đảng ủy và Ban giám đốc xưởng luôn quan tâm đến việc lãnh đạo và hỗ trợ công đoàn cơ sở trong việc triển khai các mô hình sáng kiến và cải tiến kỹ thuật một cách hiệu quả nhất.